Chồng Lâm Khánh Chi, tôi thấy cô ấy rất đẹp và dễ thương. Tôi gặp vợ tôi trong buổi sinh nhật một người bạn của tôi. Từ lần đầu tiên vô tình gặp nhau, tôi đã thấy cô ấy đẹp và dễ thương, chồng Lâm Khánh Chi chia sẻ. Trong những ngày qua, thông tin về lễ cưới sắp tới của vợ chồng Lâm Khánh Chi đang trở thành tâm điểm của dư luận. Cô dâu Lâm Khánh Chi đã chính thức ra mắt nhà chồng và chụp ảnh cưới đầy mặn nồng. Trong một buổi giao lưu cùng khán giả của báo, anh Trần Phi Hùng, còn gọi là Ken, chồng sắp cưới của Lâm Khánh Chi đã có đôi lời chia sẻ về vợ mình. Cô ấy rất đẹp và dễ thương. Tôi tên Ken, năm nay tôi 28 tuổi, hiện tại tôi kinh doanh tại nhà, còn khi nào vợ tôi đi hát thì tôi sẽ hỗ trợ cho cô ấy. Tôi gặp vợ tôi trong buổi sinh nhật một người bạn của tôi. Từ lần đầu tiên vô tình gặp nhau, tôi đã thấy cô ấy rất đẹp và dễ thương. Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ mới thấy thích thôi, sau dần mới tiến tới ngỏ lời. Tôi theo đuổi cô ấy khoảng 2 tháng, cảm giác theo đuổi người nổi tiếng cũng khác với người bình thường. Sau khoảng vài tuần, vợ tôi mới nói với tôi rằng cô ấy cũng không còn trẻ nữa, nên nếu yêu mà không tiến tới hôn nhân thì tôi sẽ không yêu. Trong thời gian một tháng liền, tôi về nhà suy nghĩ về điều kiện cô ấy đặt ra. Thế rồi tôi xin bố mẹ cho lên Sài Gòn làm việc và ở với cô ấy tới tận bây giờ. Trước khi lên ở với cô ấy thì tôi cũng đã tìm được người thay thế vị trí của mình trong công việc kinh doanh tại gia đình. Lúc đó bố mẹ có hỏi thì tôi trả lời lên làm quản lý cho ca sĩ rồi đưa hình vợ tôi cho bố mẹ xem thì bố mẹ mới tin. Vì tôi là con một nên bố mẹ không dám cho con đi đâu xa. Thời gian lâu nhất dựng nhau là 60 phút. Sau 30 tháng tôi lên Sài Gòn ở với vợ tôi thì bố mẹ tôi có lên thăm, thấy hai đứa quan tâm chăm sóc cho nhau. Thì bố mẹ mới nghi và hỏi, lúc đó tôi mới dám thú nhận. Bố mẹ tôi nghe vậy thì cũng không phản đối, còn nói hãy dắt về nhà để ra mắt. Ở nhà thì vợ tôi hay nhõng nhẽo thôi chứ không bao giờ cãi nhau lớn cả. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là gần lễ Halloween. Món ăn yêu thích của vợ tôi là canh chua, màu yêu thích là trắng vàng đỏ. Thời gian lâu nhất chúng tôi giận nhau là 30 tới 60 phút. Sau 3-4 tháng tôi lên Sài Gòn ở với vợ tôi thì bố mẹ tôi có lên thăm, thấy hai đứa quan tâm chăm sóc cho nhau thì bố mẹ mới nghi và hỏi, lúc đó tôi mới dám thú nhận. Bố mẹ tôi nghe vậy thì cũng không phản đối, còn hãy nói dắt về nhà ra mắt. Ở nhà thì vợ tôi hay nhõng nhẽo thôi chứ không bao giờ cãi nhau lớn cả. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là gần lễ Halloween. Món ăn yêu thích của vợ tôi là canh chua, màu yêu thích là trắng, vàng và đỏ. Thời gian lâu nhất chúng tôi giận nhau là 30 tới 60 phút. Người xuống nướng trước thường là vợ tôi, vì cứ câu ra câu vào một lúc là cô ấy lại anh ơi, thế là xong. Hương Giang Idol, một năm tiêm thuốc mê 3 lần, phẫu thuật nhiều, não tôi không bình thường nổi đâu. Từng là nữ hoàng game show nổi tiếng hài hước và năng động, nhưng sau những sóng gió, dường như Hương Giang Idol đã trở nên trầm lắng với nhiều tâm sự hơn. Mới đây, nhận lời làm khách mời trong show Sao Ta Quá Giang, Hương Giang đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống hậu scandal. Có một khoảng thời gian, người ta không thấy Hương Giang xuất hiện trên truyền hình. Ca sĩ cũng khá im ắng trong cuộc sống đời tư. Được biết, cô đã dành 3 tháng đi du lịch ở Thái Lan để vượt qua khủng hoảng và lấy lại sự cân bằng cho mình. Khi đang làm việc theo guồng hàng ngày như thế, bất chợt có một tai nạn nghề nghiệp. Thực sự lúc đó bản thân Giang không còn hứng thú với những thứ xung quanh, không còn nhiệt huyết với công việc. Giang gác lại mọi thứ, dừng tất cả hợp đồng mà Giang ký sẵn, rồi lên đường. Mọi người không biết Giang đi đâu, đang làm gì. Đơn giản là đến những nơi người ta chẳng biết mình là ai. Giang đến đó tận hưởng và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Đằng sau ánh hào quang showbiz là một Hương Giang với những tâm sự riêng chưa từng bộc bạch với ai. Nữ ca sĩ kể một năm phải tiêm thuốc 3 lần để phẫu thuật. Và di chứng hậu phẫu khiến cô gặp nhiều vấn đề về trí nhớ. Trông Giang có vẻ như rất lanh lợi, thông minh, nhưng nói thật là não của Giang không bình thường đâu. Nhiều khi ăn nói lảm nhảm, vừa cười nói phút trước, phút sau đã quên luôn. Mỗi ngày, Giang phải uống hàng trăm loại thuốc điều tiết nội tiết. Uống nhiều thế làm sao Giang có thể như người bình thường được. Hương Giang tâm sự có hôm đang ngủ, tự dưng dậy khóc tu tu. Đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè cũng có thể bật khóc. Hương Giang tập sống chung với ảnh hưởng của các loại thuốc và chất gây mê ở trong cơ thể. Cô cũng học cách chấp nhận nếu khán giả trách mình vì những phút giây dở hơi, không thể tránh đó. Khoảng thời gian xảy ra scandal là lúc Hương Giang mệt mỏi nhận ra có quá nhiều những giả tạo xung quanh mình. Có những người bình thường vẫn cười nói với mình, đến thời điểm mình gặp khó khăn lại nói nhiều thứ không giống như thế.
Trong cơn bão, đối diện với làn sóng chỉ trích tẩy chay mạnh từ khán giả, Hương Giang cho biết cô chỉ có duy nhất một cảm giác trống rỗng và những câu hỏi tại sao, không ai muốn làm tổn thương người khác, không ai tự dưng đi nói những lời ngu si ra để làm gì. Thật sự đó là một tai nạn. Khoảnh khắc ấy bạn cảm giác nó như một cơn mơ, xong xuôi hết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ cho biết mình lấy lại được sự bình ổn trong tâm lý và dần quay trở lại với những hoạt động nghệ thuật. Bị nói dùng ngoại hình để tiến thân, Bảo Anh từng ám ảnh mỗi lần lên sân khấu. Cô nàng đã có những bộc bạch thẳng thắn với khán giả trong đêm nhạc riêng. Tối 18 tháng 11, Bảo Anh tổ chức đêm nhạc mang tên Sống xa anh chẳng dễ dàng trong không gian ấm cúng của một phòng trà ở Hà Nội. Đây như một món quà để tri ân, cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương cô trong suốt thời gian qua. Với sức hút của ca khúc chủ đề mới phát hành, người hâm mộ thủ đô đã có mặt từ sớm để chờ đợi được gặp gỡ nữ ca sĩ xinh đẹp. Bảo Anh quyến rũ trong đêm nhạc tại thủ đô. Khán giả có mặt được thưởng thức những bản hit quen thuộc như Anh muốn em sống sao, Trái tim em cũng biết đâu, Yêu một người vô tâm, Giả vờ thôi, Sống xa anh chẳng dễ dàng. Trong đêm nhạc, Bảo Anh đã chia sẻ nỗi ám ảnh suốt những ngày đầu đi hát. Nhiều người cho rằng tôi chỉ dùng ngoại hình xinh xắn để tiến thân trên con đường nghệ thuật, chứ hoàn toàn không có khả năng. Những bình luận tiêu cực đó từng khiến Bảo Anh bị mất cân bằng và bị ám ảnh mỗi khi bước lên sân khấu cầm micro biểu diễn. Một vị khách mời đặc biệt trong đêm nhạc này đó là ca sĩ Lê Hiếu, hoàng tử của những bản tình ca ngọt ngào. Nam ca sĩ bày tỏ, khán giả Hà Nội luôn khó tính, nhưng khi Bảo Anh hát live và liên tục được mọi người vỗ tay, đó chính là sự công nhận dành cho em. Anh tin em sẽ thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bà xã Lý Hải diện bikini bốc lửa, cùng chồng kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Trải qua nhiều năm gắn bó, tình cảm giữa Lý Hải và Minh Hà vẫn rất đổi ngọt ngào, khiến cho không ít người phải ghen tị. Trong làng giải trí Việt, Lý Hải chính là mẫu người đàn ông lý tưởng của các chị em. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, mà anh còn có cô vợ đẹp và bốn thiên thần nhỏ kháu khỉnh đáng yêu. Trong ngày 18 tháng 11 vừa qua, Lý Hải và Minh Hà đã đưa bốn nhóc tỳ đi du lịch biển nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Cặp đôi cũng chia sẻ những bức ảnh 6 thành viên hạnh phúc bên nhau cùng với dòng chú thích. Ngày này 7 năm trước, mình chính thức xóa kiếp độc thân. Lý Hải và bà xã Minh Hà tình tứ chụp ảnh trên biển. Kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Lý Hải dành cho bà xã chuyến du lịch, không chỉ có hai vợ chồng mà còn có các con. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà kỷ niệm 7 năm ngày cưới bên bốn nhóc tỳ. Trong làng giải trí, Lý Hải được mệnh danh là một trong những người đàn ông hạnh phúc nhất, khi luôn có một người vợ đẹp và bốn nhóc tỳ xinh xắn bên cạnh. Không chỉ vậy, anh còn đạt được những thành công nhất định khi tham gia nghệ thuật trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và mới nhất là nhà sản xuất phim điện ảnh. Có thể thấy Minh Hà dù đã trải qua 4 lần sinh nở, nhưng vóc dáng của cô vẫn vô cùng thon thả. Hai con gái của Lý Hải cũng gây chú ý đặc biệt khi diện bikini hết sức đáng yêu. Trong khi đó, Lý Hải thoải mái khoe cơ bắp vạm vỡ ở tuổi U50. Lý Hải và Minh Hà quen nhau khi Minh Hà còn là một sinh viên luật. Cô đã vượt qua nhiều ứng viên để đóng vai nữ chính trong dự án âm nhạc Trọn đời bên em của Lý Hải. Sau khi hợp tác xong MV này, hai người nảy sinh tình cảm và đến ngày 18 tháng 10, 2010, họ chính thức tổ chức đám cưới. Mặc dù chênh lệch nhau tới 16 tuổi, nhưng hai người luôn tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Cho tới nay, Lý Hải và Minh Hà đã có với nhau bốn nhóc tỳ. Gia đình của cặp đôi này là một trong những gia đình đông con nhất showbiz Việt. Hơn 7 năm về chung nhà, Lý Hải Minh Hà luôn khiến khán giả ghen tị với gia đình hạnh phúc của mình. Cặp đôi thường xuyên có những chuyến đi nghỉ dưỡng bên nhau cùng bốn nhóc tỳ xinh xắn. Phát hờn trước những câu nói ngôn tình Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà. Là một người từng trải trong chuyện tình yêu, chính vì vậy những câu nói của Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà khiến nữ ca sĩ chỉ biết thốt lên câu "Em yêu anh". Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bắt đầu trở nên thân thiết và ngày càng mặn nồng sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Cả hai được cho là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt. Trước khi đến với Kim Lý, Hồ Ngọc Hà từng một lần đò và có một cậu con trai riêng. Người hâm mộ hy vọng chuyện tình của cô và Kim Lý sẽ cập bến hạnh phúc. Từ khi bắt đầu mối quan hệ với nữ hoàng giải trí,
nam diễn viên điển trai dành không ít lời khen có cánh cho Hồ Ngọc Hà, khiến cô không ngừng ngại thốt lên câu "em yêu anh". Trong buổi tiệc sinh nhật vừa qua của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà công khai ảnh hôn má nam diễn viên kèm theo lời chúc anh luôn vui vẻ. Ngay sau đó, Kim Lý cũng đáp lại bằng dòng bình luận "Thanh Du em yêu, anh yêu em rất nhiều". Nhiều người khẳng định đây là hành động công khai chuyện tình cảm của hai người. Thậm chí Kim Lý hết lời khen ngợi nữ hoàng giải trí. Trong mắt anh thì Hà Hồ là một người phụ nữ tuyệt vời. Khi cô vừa chăm chỉ làm việc, từ ca hát đến kinh doanh, bên cạnh đó nữ ca sĩ vẫn dành thời gian cho cả gia đình và luôn làm chu toàn mọi thứ. Trong mắt tôi, Hà Hồ là một người phụ nữ rất đặc biệt. Cô ấy không chỉ thông minh, tài năng, cầu toàn mà còn là người rất tử tế, tốt bụng. Sau khi hợp tác với cô ấy trong MV ca nhạc, tôi đã bị cô ấy thu hút và để lại ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng niềm tin chính là nền tảng vững chắc nhất cho tình yêu. Khi đã yêu, tôi sẽ không đối hoài đến bất kỳ ánh mắt, cử chỉ nào của những cô gái khác. Thực sự tôi không quan tâm, quá khứ không thể thay đổi. Tôi cũng có quá khứ và người yêu của tôi cũng phải chấp nhận những điều đó. Tôi nghĩ trong cuộc sống chúng ta nên sống vì hiện tại và chuẩn bị cho tương lai, chứ không nên quan tâm quá nhiều về những điều gì đã diễn ra trong quá khứ. Tôi sẽ luôn nói với cô ấy rằng tôi luôn yêu cô ấy. Không ai khác ngoài cô ấy là số một trong lòng tôi. Tôi tin đó là yếu tố khiến cho cô ấy cảm thấy an toàn và thoải mái. Ngoài ra Kim Lý còn tự tin cho biết anh hiểu Hồ Ngọc Hà 80% và bị quyến rũ rất mạnh mẽ bởi nữ ca sĩ. Thời gian để cho cả hai hiểu nhau chỉ vỏn vẹn 4 tháng, nhưng nam diễn viên cảm thấy họ có sự kết nối rất nhiều trong cuộc sống. Trong mọi lúc là một người đàn ông thì Ninh luôn ở đằng sau để bảo vệ cô gái của mình. Nếu như trong giông tố cô ấy có ngã thì tôi sẽ tìm cách đỡ cô ấy dậy. Kim Lý nói, chúng ta không nên để bất kỳ ai nói với mình rằng bạn nên yêu người này hay không nên yêu người kia, mà nên theo đuổi cảm xúc của cá nhân mình và làm theo những điều mà con tim mình mách bảo. Dương Cẩm Linh bất lực khi bị cướp giật giỏ sách, mất hết tài sản. Dù bị giật hết tài sản, nhưng may mắn là thân thể của nữ diễn viên không bị gì nặng nề. Mới đây trên trang cá nhân, Dương Cẩm Linh buồn bã kể lại sự việc cô bị cướp giật túi sách vào tối ngày 19 tháng 11 vừa qua. Cụ thể nữ diễn viên viết, năm xuôi tháng hạn, hôm nay mưa gió ra đường lại bị giật đồ, mất hết giấy tờ điện thoại. Trong 3 tháng bị mất điện thoại 2 lần, nhưng lần này làm mình thật buồn và nản với lòng người. Khi mình vừa bước ra tiệm hoa, mua một bó hoa tặng em gái, nhưng hôm nay là ngày sinh nhật. Đối tượng phi thẳng lên lề, giật túi sách, mà lúc đó mình cũng lì, cố giữ lại. Vì một tay cầm bó hoa nên lực cũng yếu, mình la lên ăn cướp mà đối tượng chạy ngược chiều nữa, la quá chừng la mà cũng không ai giúp được. Thậm chí đối diện là đồn công an mà cũng chẳng ai mảy may đến chuyện này, cứ giống như là chuyện thường ngày ở huyện. Thôi thì đây là bài học đáng nhớ cho bản thân mình, cẩn thận và thật cẩn thận, khi ra đường không dám đeo túi sách nữa luôn. Mọi người cẩn thận ngay góc đường Huỳnh Văn Bánh và Phan Đình Phùng nha, cũng may là mình không sao là cũng mừng rồi. Dòng trạng thái kể lại sự việc xui xẻo vừa mới xảy ra với Dương Cẩm Linh. Chuyện nghệ sĩ bị giật túi sách mất hết tài sản không còn lạ lẫm gì với mọi người. Thậm chí có nhiều sao Việt bị thương tích nặng nề từ vụ cướp hay có người bị hủy toàn bộ show diễn nước ngoài, đền hợp đồng vì bị mất giấy tờ trước khi đáp máy bay đi lưu diễn. Với Dương Cẩm Linh thì dù sao đi nữa cô cũng may mắn hơn khi cơ thể không bị thương tích nặng nề. Trong 3 tháng, nhưng Dương Cẩm Linh đã 2 lần mất điện thoại vì lý do không đáng có. Điều này khiến nữ diễn viên khá buồn. MC Ốc Thanh Vân, diễn viên Mai Phương cho rằng may mắn nhất chính là Dương Cẩm Linh vẫn an toàn sau vụ cướp.